Hôm nay trời rét thế sao cô vẫn đi bắt? Thì ở đây sống vào nghề này ở biển thì đừng phải đi à. Cô biết đài này báo bao nhiêu độ không? Nhưng mà trời rét. Bao nhiêu nhưng mà giờ đang là cứng hết cả tay cả chân ra rồi. Đây. Chưa. Rồi, cô bỏ vào đi. Ngày bắt được nhiều nhất bao nhiêu cân cô? Ngày nào vớ ra thì được 20 cân, ngày 10 cân, 5 cân. Con này giá bao nhiêu cân cô? 30. Hôm nay chờ